Kính thưa chư quý thính giả, cứ mỗi độ tàn niên, vẳng tiếng chim cu báo Tết trên cành, và ngàn hoa chực đưa hương khoe sắc, thì người ta nhớ đến lệ đưa ông Táo về trời. Thật sự có chuyện ông Táo chầu trời để tâu lên điều lành, cáo buộc điều dữ không, đó là chuyện khác. Có điều văn nhân thi sĩ thường mượn đề tài Táo quân triều thiên mà trào lòng chuyện thế gian. Đức Huỳnh Giáo Chủ với lòng từ chan chứa mượn chuyện một tăng sĩ mạn đàm với Táo quân mà cảnh tình thế nhân. Cùng lúc ngài cũng hé lộ mái diệu quyền, nói lên sứ mạng hoằng pháp độ sinh của ngài trước cuộc đời đầy cam go cạm bẫy. Kính mời chư thính giả nghe bài Trao Lời Cùng Ông Táo của Đức Thầy qua giọng ngâm của anh Hùng Cường, các cô Thanh Tuyền, Hương Lan, anh Hữu Phước, các cô Hồng Vân và Trần Kim Lợi. Đôi lời cản hỏi Táo quân ông, sắp tin về chầu thượng giới không? Nếu có việc trần tâu thẳng lẽ, đừng như những kẻ bèn hơi đồng. Đêm ngồi nghĩ hỏi thăm ông Táo, sổ sách trần ông tính đã xong chưa? Năm canh thìn nhiều trận gió mưa, cho nhân loại trăm gai cùng ngàn đắng. Còn một tháng trong cõi dài dằng, chắc hăm ba theo lễ cùng chầu trời. Đêm nói trò chuyện với tôi chơi, thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Táo cười rằng có chi nhắn nhở, mới hôm nay sao lại gấp quá chừng? Có điều chi lo liệu bâng khuâng, mà vội vã dặn dò tôi sớm vậy. Sải cả cười chút che tâm đại, sợ ngày về ông bận lắm chè sôi. Của chúng sanh làm lễ giảng hồi, e quên mất những lời tôi gợi gắm. Nên tin trước trao tờ cao thẳm, cuộc trần gian đã trải một năm qua. Luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà, đều ức kết tâu qua cùng thượng đế. Ngài dân chỉ đáo lai trần thế, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tái gã tờ qua thần hạ bút. Khuyên ba tánh tầm tiên rời tục, chỉ mãi trời bài tỏ việc về sau. Gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy, dình đạo pháp. thần cũng chẳng say mê chùa khác, chẳng tham tiền tham vật món chi chi. Hơn năm dư quyết chi duy trì, truyền sanh chúng phải kính thờ trời Phật. Cùng lắm kẻ phàm phu sơ thất, vội trêu đùa lũ quỷ ngạo đoàn ma. Lúc ăn năn sửa tâm rất thật thà, còn lắm kẻ nghênh ngang theo chọc xuôi. Mượn luật pháp ẩn trong bóng tối, mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Giả hiểm sâu không thước đo lường, dốc phá hoại đường ngay bôi lẽ thành. Thêm lời tiên thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tình phải xót xa. Nên hạ thần kính cần tấu qua, xin Ngọc Đế phân minh dùm trần thế. Nay cũng lắm người ưa kinh kệ muốn tu, mà gặp lúc quá gay go. Xác trần còn mắt phải neo đò, giờ rước khách đã ngừng rồi năm tháng. Thiên số định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bằng mãi ách nàng tay. Dòng thanh minh đức rạng khắp nhân loại, ban phước xuống dân lành cho bớt khổ. Gạo lúa kém là đồ sản thổ, hàng quá cao ấy của ngoại ban giàu. Kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp. Quay trời đất thế trần khủng khiếp, nhưng ngặt loài thỏ cao cứ đua tranh. Lũ sói hùng quay khúc mua nanh, cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ. Thành ráng sức ra công khuyến dỗ, dịnh phần phong mỹ tục của rồng tiên. Tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tình dòm Phật tiên nói chí. Bày tường tận trước sau chung thì, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa. Nghiệp tổ tiên con cháu dạy bừa, học thoai mới lăng loàn theo sở dục. Khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé xấu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, Lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than déo dắt khắp đông tây nam bắc chiều ưu sầu. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa, người bạo ngược thừa cơ nguy thủ lợi. Ở thị thiên đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm đĩ ma cô nghề hút máu. Ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùng dân tộc hư hèn. Diện áo quần son phấn lấn trên, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Mãn điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bài, cho thượng đế làm tường trong sanh chúng. Bấy nhiêu điều xếp xén nhân chủng, Táo để dùm cho thấu đến thiên cung. Còn nhiều điều gom ghiếc hải hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tố. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giái được ban khen. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi tất cả nhân gian. Bể trầm luân khôn càng sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.